nhà tốt lành ha. Chúc cả nhà mình có một buổi sáng tốt lành nha. Lại là hai vợ chồng của mình nha. Hôm nay là anh ấy sẽ tháo bớt cái ban công nè, mọi người đang tháo nè, đang tháo cái khung nè. Hello, người đàn ông đảm đang nhà em. Đừng có quay anh. Đừng có quay anh. Anh mắc cỡ. Và bây giờ là hai chồng đi mua ốc với thêm đất nha mọi người. Đấy. Ban công bây giờ tháo ra mới nhẹ. Đây ban công đó mọi người thấy chưa? Đó, tháo cái dành trước rồi đó. Đó. Thoáng luôn chứ. Đấy. Xuất phát thôi nào. Đây mình sẽ mua đinh đó ở khúc ba mấy cái này dễ thương mọi người, thấy đó cũ dễ thương rất là đẹp luôn. Có cái ghế thì không thảm mà trưng bày đẹp quá. Anh này anh coi đồ nghề nè. Tiệm đồ về thì nó chung chung vậy nha mọi người. Hiệu này là hiệu Boss anh, đâu cả Makita hả? Đây là anh mua được cái máy phan ha, anh có cái máy phan hả? Máy dặn ốc. Máy dặn ốc. Rồi thì nó sẽ đi theo mấy đồ đây luôn mọi người, rất là lớn luôn ha, bự lắm luôn á, này rất là bự ha. À đây đây, quay quay thực lên này, anh bảo thêm cái máy này nữa nha mọi người, máy cưa. Anh có máy cưa tay nhỏ nhưng mà cái này nó hơi to hơn một chút. Rồi hồi xưa anh còn khỏe anh xài máy bự không à, bây giờ anh anh si cà que si cà chao rồi. Thế giờ anh mua cái máy nhỏ thôi. Có cái bộ bàn ghế bằng cây đẹp ghê không? Để em coi coi cái đồ để mấy cái đồ salon á. Mình muốn mua cái thùng này. Thùng nhỏ này hả? Thùng nhỏ này nhiêu? Thùng thì bỏ ba cái. Còn anh này thì anh bự quá. Rất là nhiều con bàn ghế ngoài trời ha. Cái phần gì đó, phần hộp. Đây mình sẽ lấy cho anh lấy đầu đó anh khi nữa nó gần hơn. Rất. Mình sẽ lấy hai bao ha mọi người, hai bao. Hai bao. Vậy thằng này nó có chở về không ta? Hả? Không. Không thì hình như phải lên mạng coi. Ở đây thì nó rất có chỗ mình để mình cưa cây đó mọi người. Muốn cưa kiểu gì cưa. Mình ra mình có bông cho nó thử. Bông luôn. Cái chua nè. Đi lại xe thôi. Đây. Bây giờ mình đi về nha mọi người, chỉ mua hai bao đất còn hai cái máy vậy thôi đó. Đi về thôi. One eternity later. Giờ có phòng không thấy? Tớ muốn dạy đâu. Cột gì? Giờ cột gì? Giờ
Anh muốn về chỗ nào là anh về thôi, anh bứng anh nhổ anh về thôi. Đây. Đây, mọi người thấy không? Hai ngày nay trời mưa. Trời mưa quá không có làm. Anh khui được tới đây rồi, mọi người thấy dưới thoáng không? Trống chưa? Đó, khui luôn tới khúc dưới đó luôn á. Ừ, đóng được cái chân cầu thang rồi đó. Ngủ con giấc thức dậy anh ấy làm xong cầu thang. Cầu thang bự chưa? Mét mấy anh? Mét rưỡi bề ngang. Ồ, mét rưỡi bề ngang luôn nè. Cầu thang để đi lên ban công thôi bà con. Được chưa? Ngon chưa? Quá. Tại cái lỗ nó 1.5 thước. Làm 1.5 thước. Làm hai cũng được nha. Thôi thế vậy thoáng mà anh. Ồ, cả nhà mình ơi, cả nhà mình ơi, buổi sáng chúc cả nhà mình luôn vui tươi hạnh phúc nha. Đây mình sẽ quay cho mọi người coi. Mấy ngày nay mệt quá đó rồi không có quay. Mình làm xong cái cầu thang này nè, nhưng mà chưa có sơn nha mọi người. Chưa có sơn. À, cầu thang này 1.5 mét luôn ha, từ đây qua đây 1.5 mét. Là mình có thể để được mấy cái chậu bông hồng nè. Mình hôm qua mình mua mấy chậu bông hồng nè mọi người. Đó, mấy chậu bông hồng mình trồng sẵn rồi. Chưa? Đó, trồng mớ bông nè. Và đó, trồng mớ bông. Đây, mình sẽ để bông hồng từ đây vô trong đó, thì ngoài kia mình sẽ để hoa thú cầu hoặc bông hồng tiếp tùy. Đẹp đúng không? Rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Nam nó trồng rau trồng á. Nó ương á. Đó, và đây mình sẽ gắn kiến nha. Ban công mình sẽ gắn kiến. Gắn từ đây qua đây, chắc mấy mét đó. Để có mấy mét, 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 5 mét, 6 mét. Ồ, 6 mét. 6 mét thôi bà con.